Chào mừng các bạn đến với bản tin Hậu trường bóng đá. Bản tin của chúng tôi được phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Hậu trường bóng đá. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay, 28 tháng 9. Công Phượng và Quang Hải nghỉ thi đấu vòng tiếp theo V-League 2020. Báo Thái Lan chê cầu thủ Việt Nam đá kém khi xuất ngoại. Văn Thành lần đầu chia sẻ tình yêu của người bố đã khuất. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải khó có thể thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC ở vòng 13 V-League 2020 diễn ra vào ngày 1 tháng 10. Quang Hải đang có phong độ cao sau 3 trận đấu ở cúp quốc gia. Anh ghi 4 bàn thắng, kiến tạo 3 bàn, đem về một quả penalty và góp công lớn vào thành tích bảo vệ thành công chức vô địch cúp quốc gia của Hà Nội FC. Tuy nhiên, một Quang Hải đang sung mãn gặp chấn thương trước trận gặp Quảng Nam khiến nhiều người bất ngờ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lại không tiết lộ chi tiết chấn thương của tiền vệ sinh năm 1997. Về phía Công Phượng, do thỏa thuận giữa hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng sẽ không thi đấu khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13 V-League 2020. Công Phượng đang khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chân sút này vẫn thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai. Việc anh không được thi đấu khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hành quân đến sân Pleiku đã được xác định từ lâu, nhưng vẫn tạo cảm giác hụt hẫng cho người hâm mộ. Không thi đấu, nhiều khả năng Công Phượng vẫn sẽ cùng đội di chuyển ra Gia Lai và ngồi khán đài theo dõi trận đấu. Công Phượng vừa thi đấu ấn tượng, góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-1 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước Nam Định. Bỏ lại trận thua tan nát trước Hà Nội FC ở bán kết cúp quốc gia, Công Phượng và các đồng đội trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt và tấn công cống hiến. Hiện tại Công Phượng đã ghi được 6 bàn tại V-League 2020, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu vắng anh là tổn thất lớn trước trận đấu khó trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách. Công Phượng cũng vừa phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ đầu giải. Nếu nhận thêm một thẻ vàng trong thời gian tới, anh sẽ bị treo giò một trận. Đó cũng là vấn đề huấn luyện viên Chung Hoa Sông và các cộng sự cần giải quyết khi hai tấm thẻ vàng vừa qua của Công Phượng đều đến từ lỗi phản ứng không đáng có. Những ngôi sao đều cùng rủ nhau nghỉ thi đấu chắc chắn ảnh hưởng tới kế hoạch của câu lạc bộ chủ quản ở vòng cuối cùng lượt đi V-League mùa này. Cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC đều đang khát điểm trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, đối thủ của họ là Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa cũng đặt mục tiêu phải thắng để níu kéo cơ hội vào top 8 sau lượt đi. Tờ Siam Sport của Thái Lan lại lên tiếng chê bai các tuyển thủ Việt Nam thường không thi đấu tốt mỗi khi xuất ngoại. Họ dẫn 3 trường hợp của Công Phượng, Công Vinh và Tuấn Anh đã thất bại thảm hại khi thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Thay vào đó, các ngôi sao của Thái Lan đã đặt dấu ấn ở xứ mặt trời mọc. Tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan viết, giải vô địch quốc gia Nhật Bản là giải đấu có chất lượng cạnh tranh và tính chuyên nghiệp tốt nhất ở châu Á hiện nay. Kể từ năm 2015, giải đấu này đã mở cửa đón các ngôi sao ở Đông Nam Á. Ban tổ chức cho phép các đội đăng ký thi đấu 3 suất ngoại binh, 1 suất cầu thủ châu Á và 1 suất cầu thủ Đông Nam Á. Việc được thi đấu ở giải Nhật Bản được xem là mơ ước của nhiều cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á. Nơi đây được xem là điểm đến đầy triển vọng với những cầu thủ ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Những năm gần đây, nhiều cầu thủ Đông Nam Á đã sang Nhật Bản thi đấu. Đơn cử như trường hợp của Chanathip Songkrasin, Terasin Dangda, Terathon Bunmathan hay Kawin Thamsachanan. Trong số này, một vài cầu thủ đã để lại dấu ấn ở giải Nhật Bản. Tuy nhiên, hãy cùng xem xét trường hợp của Việt Nam. Trong 4 năm trở lại đây, họ đã từng bước vươn lên trở thành đội bóng dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng nếu xét về mặt cá nhân thì họ không rực rỡ như vậy. Các ngôi sao của Việt Nam không thể thi đấu thường xuyên ở Nhật Bản và họ cũng chẳng để lại dấu ấn gì khi đặt chân tới đây. Sau đó, tờ báo này đã đưa ra từng con số thống kê của Công Vinh, Công Phượng hay Tuấn Anh khi thi đấu ở Nhật Bản. Trong đó chỉ có Công Vinh có chút dấu ấn khi ghi 4 bàn thắng trong 11 trận ra sân cho Consadole Sapporo. Còn lại Công Phượng và Tuấn Anh gần như chỉ đóng vai trò dự bị. Từ sau khi công khai chuyện tình cảm với bạn gái người mẫu ngoại quốc Dianca, thủ môn Bùi Tiến Dũng khá chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên nàng. Lúc thì cùng dự tiệc, lúc nắm tay nhau trên đường, diện đồ đôi tại nhà riêng.
Mới đây nhất, trên Facebook cá nhân, cầu thủ quê Thanh Hóa khoe bức ảnh tự sướng cùng nàng chụp qua gương thang máy. Cặp đôi mỗi người cưỡi một chiếc xe, diện áo phông đôi, năng động cùng đi tập thể dục. DNK đặt tay lên vai và ghé sát vào Tiến Dũng với tư thế thân mật. Cả hai đều đeo khẩu trang đen để bảo vệ sức khỏe, phòng dịch Covid-19. Dù vậy, từ dáng đứng cho đến nhan sắc, Tiến Dũng và bạn gái đều toát lên vẻ cool ngầu. Không còn hình ảnh cầu thủ mướt mát mồ hôi trên sân tập và sân thi đấu. Lúc này, Tiến Dũng chỉ là một thanh niên yêu đời, thích tập thể thao, sống tích cực. Và anh đang có tình yêu bên mình, nên tinh thần cùng phong cách ăn mặc cũng bị ảnh hưởng bởi bạn gái khá nhiều đấy nhé. Tiến Dũng và DNK công khai hẹn hò hồi đầu tháng 9 năm 2020. Cặp đôi khá hợp nhau về ngoại hình khi chàng điển trai, nam tính, còn nàng thì xinh đẹp và nóng bỏng. DNK sinh năm 2000, là một người mẫu tự do và hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng từng xuất hiện tại bữa cơm ấm cúng cùng gia đình Bùi Tiến Dũng, khẳng định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc và không kém phần ngọt ngào với chàng thủ thành quốc dân. Sau lễ cúng 100 ngày, khi mọi chuyện hậu sự cho bố đã tạm ổn, Vũ Văn Thành lần đầu tiên có những chia sẻ về tình cảm và tình yêu từ bố mình. Không có sự ủng hộ của bố mẹ, sẽ không có cầu thủ Văn Thành ngày hôm nay. Văn Thành cho biết, sau khi bố tôi mất, mọi chuyện trong gia đình đều được giải quyết xong hết. Sau đấy tôi muốn mình tập trung và cố gắng để tập luyện nhiều hơn nữa, để làm chỗ dựa cho gia đình. Anh lớn đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài, kẹt dịch Covid-19 nên không thể về kịp. Vũ Văn Thành trở thành trụ cột và chỗ dựa cho cả nhà, gồm mẹ và các chị, để chiến đấu với bệnh tật cho bố, trong sự động viên của cổ động viên cả nước. Anh nhớ lại, khi nhận được tin bố bị bệnh, tôi đứng hình luôn. Tôi không nghĩ bố tôi lại bị căn bệnh quái ác như thế. Nó xảy ra nhanh quá, mình cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi đấy, tôi cũng như gia đình tìm hiểu, đã luôn động viên, tìm cách làm sao cho sức khỏe của bố cải thiện. Những lúc đó, tôi chỉ đi chỗ khác khóc một mình thôi. Hễ thi đấu xong cùng Hoàng Anh Gia Lai là tôi lại về Hải Dương. Lúc đấy, tôi thấy bố tôi tinh thần khá hơn rất là nhiều. Sau đấy thì mọi việc diễn ra nhanh quá, tôi cũng rất là sốc. Giờ đây không còn bố đứng trên che chắn, Vũ Văn Thành đã và đang phải tập với vai trò mới là người đàn ông trụ cột để thế chỗ bố mình, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện tại sân hàng đẫy với gương mặt có điểm bất thường. Phía dưới mắt phải của ông có dấu hiệu bị tổn thương. Sau khi tìm hiểu, được biết huấn luyện viên Park Hang-seo vừa trải qua ca phẫu thuật tắc tuyến lệ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp vấn đề này từ lâu, nhưng phải đến thời gian này khi không phải làm việc với cường độ cao, ông mới có thể đi làm phẫu thuật. Chứng bệnh này khiến huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên phải lấy khăn hoặc tay để lau nước mắt. Khi hệ thống dẫn lưu nước mắt bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn, nước mắt không thoát xuống mũi như bình thường, chảy ra ngoài như khóc, gây ra triệu chứng chảy nước mắt sống, gọi là tắc tuyến lệ, gây kích thích hoặc làm cho mắt bị nhiễm trùng mạn tính. Một năm trước, huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ, mắt tôi bị nghẽn tuyến lệ, đáng ra phải mổ nhưng chưa có thời gian. Do nước mắt hay chảy ra nên tôi cứ phải lau nước mắt thường xuyên, mong các bạn đừng hiểu lầm. Dù thỉnh thoảng tôi cũng có thể khóc, nhưng bây giờ thì không đâu nhé. Năm 2020 là năm nhàn hạ với huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau khi cùng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, lịch trình theo kế hoạch của huấn luyện viên người Hàn Quốc bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Đội tuyển Việt Nam không thể tham dự các trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Kế hoạch tập trung và đi tập huấn của U22 Việt Nam cũng phải hủy bỏ, thay đổi. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu cùng thành viên ban huấn luyện đi các sân theo dõi các trận đấu ở V-League, hạng nhất và các giải trẻ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hậu trường ngày 28 tháng 9. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.